Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm nhâm dần, vừa qua, Phó Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Asset Galize đã đến Chùa Quán Sứ Hà Nội thăm và làm việc tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ mối quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan có nền móng mềm chặt qua các thời kỳ với tình hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp. Ông Asset Galize cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chư Tôn Đức Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khẳng định Phật giáo là cầu nối gắn kết bền chặt nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Kazakhstan và Việt Nam. Ông Phó Đại sứ cũng cho biết, vào ngày 14 và ngày 15 tháng 9 năm 2022, Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo và tín ngưỡng thế giới lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại thành phố Nun Sultan, đồng thời trân trọng mời Hòa thượng Thích Trị Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Chính sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham dự sự kiện quan trọng này. Dịp này, nó đã dâng hương tại Tam Bảo Chủ Quản sứ Hà Nội.